Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5 năm 2024, Đại Đức Thích Pháp Quang trụ trì Thiền viện Trúc Lâm, thị trấn Ambakote, thành phố Kandy, Sri Lanka đã cử hành lễ khánh thành ngôi tăng xá nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền viện Trúc Lâm. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Kusala Dhamma, trưởng Ban Phật giáo Học viện Quốc tế Sri Lanka Sipa Campus, cùng chư tăng ni quốc tế đến từ các nước Myanmar, Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam. Đại biểu khách mời có bà Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, ông Lê Văn Hường tham tán, cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka cùng hơn 200 Phật tử Việt Nam và Sri Lanka. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức của chốn thiền môn. Tiếp theo đó, Đại Đức Thích Pháp Quang và bà Hồ Thị Thanh Trúc đã cắt băng khánh thành ngồi tăng xá. Dịp này, hòa chung niềm vui với những người con Phật khắp nơi trên thế giới, Thiền viện Trúc Lâm cũng đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 để bà con Phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật, thể hiện tấm lòng cung kính trước tôn tượng Phật đản sanh.